Tất cả các bạn, hôm nay thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách sử dụng LFO trong FL Studio. Thì mình đã dùng LFO trong cái drop nhỏ này. Thì các bạn cứ nghe thử và các bạn nhận ra được LFO là cái gì. Thì các bạn có thể thấy mình đã áp dụng LFO ở cái khúc này đây. Thì mình đã dùng LFO, mình áp dụng nó cho cái low pass filter ở chỗ này ha. Low pass filter. Thì á, cách để dùng LFO thật ra nó rất đơn giản các bạn. Các bạn đầu tiên các bạn phải hiểu về cái khái niệm của nó đã. Thì đầu tiên LFO là cái gì? Chung là nó để chỉnh automation ha. Ví dụ ở đây thì mình ở đây mình có cái các bạn thì chút nữa mình xóa cái đống này đi nè, nhiều quá. Để mà các bạn ví dụ các bạn có những cái có rất là nhiều cái mà các bạn không dùng này thì các bạn nên các bạn nhấn vào tool, các bạn macro, các bạn chọn first and new audio clip là nó sẽ tự động nó dọn cho các bạn ha. Những cái gì các bạn còn xài thì nó sẽ để lại, nhưng các bạn không xài thì nó sẽ thì á. Ở đây ví dụ mình ở đây mình có spy đi ha. Để chúng mình dọn thêm mấy cái automation nữa lại. Mình sẽ ví dụ mình muốn áp dụng cái LFO cho cái volume của cái spy. Thì các bạn sẽ vào cái hình bánh răng này là các bạn chọn bạn create automation cho cái volume. Như rồi là bật chúng ta vẫn phải bật tí tác lên để cho nó không bị biến mất lúc mà chúng ta click tùm lum ha. Thì bình thường á, nếu mà ví dụ mình volume nó chạy lớn nó nhỏ, cái automation nó sẽ điều chỉnh. Là nếu mà bây giờ mình sẽ đến cái bước này, rất quan trọng đó là cái bước thêm LFO. Các bạn sẽ làm như sau, các bạn sẽ nhấn vào ha, nhấn vào cái automation, các bạn sẽ nhấn cho LFO, các bạn thấy nó sẽ hiện lên cái đường giống như đường của sóng âm thanh. Các bạn có thể nhìn thấy nó thay đổi liên tục lên xuống ha. Và nó đang thay đổi quanh cái vị trí nào thì các bạn chờ chút thì mình sẽ nói luôn, nó đang thay đổi chính xác là nó thay đổi quanh cái vị trí của cái automation chúng ta mới vẽ. Automation đầu tiên chúng ta mới vẽ ha, automation đầu tiên chúng ta mới vẽ nó sẽ nằm ở, ví dụ mình tắt cái LFO đi thì các bạn nhìn thấy là nó dao động xung quanh cái đường này nè các bạn, đường chạy từ trên dưới lên trên nè. Ví dụ mình đảo cái đường này đi, bạn nghe nó sẽ chạy khác liền. Rõ ràng là từ nhỏ đến lớn đúng không các bạn? Yeah, mình sẽ đổi ngược lại, các bạn sẽ nghe là nó sẽ chạy từ nhỏ đến lớn này, từ lớn đến nhỏ ha. Đó. Mình sẽ nói cho các bạn thêm một số cái. Ví dụ cái trend ở đây nó là cái gì? Ở đây ví dụ cái này là làm mềm cho đến khi nó thành thực hình hình vuông. Đó. Cái này là cho nó về một bên ha, trái bên phải. FW. Đó. Mình cũng không biết cái này nó là cái gì nữa. Chúng ta thay đổi cái hình dáng của cái âm thanh thôi. Cái sóng âm thôi. Còn amount là các bạn muốn nó nhiều hay nó ít. Amount thì chúng ta nghe chúng ta biết liền luôn. Nếu mình để nhỏ. À ok vậy nha. Làm sao để mà các bạn thay đổi cái speed của nó giống như mình hồi nãy ha. Thay đổi cái speed như vậy. Và chúng ta sẽ vẽ một cái automation, gọi là cái automation thứ hai các bạn. Sau khi vẽ automation thứ nhất đến LFO rồi chúng ta sẽ vẽ đến cái automation thứ hai là cái này đây. Sẽ vẽ cho nó từ trên xuống từ dưới lên trên như này. Có thể để automation hình khác à, mình thích thì mình để như thế này cũng được. Ừ.
thì các bạn có thể để cái hình nào mà các bạn mong muốn ha. Mình sẽ xóa cái FO này đi. Rồi bây giờ mình sẽ làm cho các bạn xem làm sao để chúng ta tạo cái low pass filter giống như cái hồi nãy mình mới làm ha. Các bạn sẽ chọn cái footy parametric EQ 2 giống bình thường mà chúng ta có thể dùng ha. Cách thứ nhất đó là các bạn làm như sau, các bạn sẽ khi cho FO chúng ta sẽ làm như sau là các bạn chọn cái hình này ha, các bạn có thể kéo lên dưới xuống hoặc các bạn vặn cái cung vặn của con chuột cũng được. Cái này cái ở dưới này các bạn cũng sẽ kéo lên từ 3 ha, lên cao hơn nữa hơn xuống cũng như vậy luôn. Các bạn sẽ chọn các bạn để cho cái vị trí ban đầu nó, ví dụ để cái vị trí ban đầu nó ở đây đi thì cái FO nó sẽ chuyển xung quanh cái chỗ này ha, luôn trở về đúng cái chỗ này. Mình sẽ gọi đó là vị trí cố định ha, còn FO nó sẽ gọi là di chuyển xung quanh vị trí cố định giống kiểu con lắc dao động đó các bạn. Vì automation clip ha. Đây các bạn nhìn thấy. Mình sẽ để cái tiếp tục để cái detach đây ha. Vẫn là tạo FO, các bạn nhấn skip các bạn vừa automation clip luôn ha. Bạn sẽ chọn seed thì cái nào mà cho vừa ý các bạn. Các bạn có thể chọn cái mức độ nó nhiều ít à. Thật ra các bạn chọn ít cũng được. Tại vì cái low-cut filter này bản chất của nó là nó chỉ làm thay đổi thôi. Mình nghĩ thì thay đổi nhiều hay không nhiều nó cũng không ảnh hưởng lắm. Thì khi các bạn cắt hết kiểu này, bạn cắt gần như xuống hết kiểu này thì nó mới bắt đầu nó gây khó chịu thôi. Còn các bạn để cái amount này lớn hay nhỏ không thành vấn đề ha. Nhưng mà cái mình nói hồi nãy là lớn nhỏ không thành vấn đề là nó chỉ trong trường hợp mà chúng ta để cao là trường hợp cái lead ha. Tại vì các bạn như bạn lead biết là khi mà xài lead như vậy á thì cái âm chủ đạo nó đang là nó nằm ở cái khoảng tần âm các bạn thấy là từ 2 bit là 2 bit với lại treble trên đây. Bây giờ treble trên đây nó là tần âm nằm ở trên ha. Ngoài ra chúng ta có thể automation được cái gì nữa không thì mình sẽ thử luôn cho các bạn. Thì mình sẽ automation một thứ khác nữa ha. Đó là không automation cái này nữa. Automation cái low pass nữa mà ví dụ mình muốn automation cả một cái effect luôn, ví dụ cái disruptor này ha. Mình sẽ automation và FFO luôn cái này. Để mix level là 100 luôn đi. Rồi, chúng ta sẽ FFO ha. Bật speed lên. Khi mà các bạn làm thành thục là nó sẽ rất là nhanh nha các bạn. Ngoài ra nó không chỉ có thể áp dụng cho những cái nhạc cụ như này ha, mà dĩ nhiên là nó cũng có thể áp dụng được cho volume của cái sound luôn. Ví dụ mình sẽ chọn một cái riser như thế này đi. Rồi, ta sẽ FO cho cái volume của nó ha. Thì automation clip. Từ nhỏ đến lớn chút xíu nữa đi. Đây giống như là cái mình đã nói rồi, giống như cái vị trí chính giữa của một con lắc ha. Mình sẽ chọn FO ha, tổ chức speed. Chỉnh là mau xuống tí xíu. Ra một cái effect rất đẹp thôi các bạn. Ok, thì đấy là cách tạo FO. Hy vọng các bạn sẽ áp dụng cái này vào và với cái trí sáng tạo, cái tưởng tượng và sáng tạo không ngừng của mình, các bạn biến cái này thành một cái kỹ thuật làm cho mọi thứ nó bắt tay hơn ha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.